Hello mấy bạn nha. Không biết là mấy bạn đang nuôi cún có gặp phải trường hợp là cún nôn chưa ha? Nôn mửa á. Thì nếu mà mấy bạn mà gặp tình trạng á, mấy bạn đừng nên hoang mang nha. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một số lưu ý để mà khắc phục khi bé nôn nè. Thì nôn á thì có rất nhiều loại, là từ nặng tới nhẹ. Ấy lộn, từ nhẹ tới nặng nha mấy bạn. Thì nhưng mà trước hết mấy bạn cần có hiểu biết về cái nôn mửa cái đã. Thì nôn mửa cái loại bệnh này thường rất là phổ biến ở dòng cún, nhưng mà nó không phải là gọi là bệnh thông thường nữa, mà có thể là gọi là bệnh mà không thể nên coi thường được, mà phải coi trọng nó nha. Thì mấy bạn nên cảnh giác khi bé nôn nè. Thì nôn mấy bạn nên chú ý xem là nôn như thế nào. Thường đó, nếu mà tình trạng nhẹ thì mấy bé sẽ nôn là không có màu sắc đặc biệt gì hết, mà nôn ra kèm thức ăn á, tại vì là cái đường tiêu hóa đó. Mày qua đây coi, cái đường tiêu hóa của bé là không có tiêu hóa được, ở trên mấy bé là đẩy ra hết cái thức ăn ra ngoài hết. Còn tiêu chảy á, thì là tiêu chảy là mấy bé tiêu hóa là quá mạnh đi, cái dạ dày nó cơ bóp quá mạnh đó, nên ơi có khùng này đó hay chưa, nó ăn bậy nhà đó, nó ăn bậy nhà cho nên mới nôn nè. Còn không nôn thì sẽ bị tiêu chảy nè. Dạ dày cơ bóp mạnh á thì sẽ đẩy ra đường này, còn dạ dày không cơ bóp được sẽ đẩy ra cái đường miệng này nha mấy bạn. Đó, thì nôn là sẽ như vậy. Thì mấy bạn nên lưu ý xem á, khi mà bé nôn rồi á, mấy bạn nên nhớ lại coi là trước đó là nó đã ăn gì rồi nè. Ăn no quá cũng nôn nè, ăn xong rồi á mà chạy nhảy mà ẵm mấy bé lên cũng nôn nữa. Đó, mấy bạn nhớ lưu ý nha. Với lại nhớ kỹ xem là trước đó bé có ăn gì chưa, hoạt động như thế nào nha mấy bạn. Ây da, đau mày, khủng mày, qua đây. Đó. Thì tuy nhiên á, còn một số nôn mà nôn nặng á, thì mình sẽ, sau đây mình sẽ nói cái biểu hiện của nó ra. Là biểu hiện của bé là sẽ là mệt mỏi nè, kiệt sức nè, tay chân gung gãy á. Còn cái nú á, mấy bạn nhớ để ý nè, thường mấy bé nôn mà bệnh á là cái nú răng á, đó nó màu lợt nhách, là nó không có đậm màu đó. Với lại là thường mấy bé sẽ chảy nước dãi nhiều, không có nuốt được. Tại vì giống như mình bệnh, mình sốt vậy á. Mình muốn ói á mà nuốt nước miếng đâu được đâu. Nuốt nước miếng xong còn muốn ói hơn nữa nha. Thường rồi cái bụng thì nó sẽ căng ra nè. Nó căng ra giống như là bị ăn quá no nhưng mà không có nôn được. Tại vì muốn nôn mà không có nôn được. Nói chung là giống như cái bệnh của mình vậy á, cái bệnh sốt của mình vậy á. Đó. Thường á sẽ có những bé nôn xong á, thì mấy bé sẽ có kiểu như là hung dữ hơn nè. Rồi có những bé rồi nó quá mệt rồi, nó bỏ ăn luôn, nó không thèm ăn nữa. Mấy bạn nhớ chú ý nha. Với lại nha, nếu mà không có ăn được á, mà không có nôn ra được nữa á, thì mấy bé sẽ nôn ra mấy cái như là chất nhờn, dịch màu vàng nè, hay là có thể là gọi là cái sụi, cái bọt bọt màu trắng nữa nha mấy bạn. Cái đó là rất nguy hiểm nha. Mấy bạn nên là không nên dọn dẹp ngay, mà phải chụp hình lại. Chụp lại để làm gì? Để lưu lại. Thì sau khi lưu lại á, mình sẽ lên mạng tra ra những thứ uy tín nhất, sau đó gửi lại cho bác sĩ xem là cái hình ảnh mà nôn như thế này á là biểu hiện của bé bị cái gì nha mấy bạn. Đó. Rồi mình sau đó mình lau sạch cái bãi nôn đó, xong rồi mình lau sạch cái miệng của bé để cho cái miệng bé nó không có hôi cái mùi nôn nữa, để mấy bé không có muốn nôn nữa. Sau đó mình cho nhịn bé ăn nha, cho bé nhịn ăn. Nhịn ăn từ 12 tiếng trở lên nha mấy bạn. Thì nếu mà mấy bạn càng cho ăn á thì mấy bé sẽ càng không tiêu hóa được, mà lại càng nôn nhiều ra hơi, rồi khiến mấy bé mệt hơn thôi. Thì sau khi nhịn, trong lúc mà nhịn ăn á, thì mấy bạn là cho bé bổ sung nước nè, tại vì nôn xong ngất là mất nước nha mấy bạn. Cho mấy bé uống nước trắng nè, còn không thì pha nước Orezon cho bé uống nha. Orezon 1 gram á. Xong rồi cho bé uống cái men tiêu hóa của con người vẫn được nha mấy bạn, ra tiệm thuốc tây gần nhất để mua á. Mua vài gói về để dành. Thì một ngày mình uống, cho bé uống một gói chia làm 2 lần nha mấy bạn. Thì uống như vậy á, thì sẽ giúp cái bụng của bé sẽ dễ chịu hơn nè, không có muốn ói nữa. Thì sau khi ngưng nhịn ăn 12 tiếng á, mấy bạn thử cho bé ăn một chút xíu thôi. Bình thường mình cho ăn nguyên tố đúng không? Bây giờ mình cho ăn ít lại, mình cho ăn 1/5 của cái tô đó thôi. Rồi sau 3 tiếng sau á, mà mình thấy bé không có nôn nữa thì mình mới cho ăn tiếp nha mấy bạn. Đó. Cái đó là nhớ chú ý nha. Nhớ chú ý là khi nôn á là trước đó là bé bị gì, mấy bạn phải nhớ kỹ, với lại chụp lại cái đó nha mấy bạn. Cái đó là phải lưu ý nha. Đó. Ê, hôi quá à. Hôi ghê luôn á. Coi nó nghịch nè, nó dơ nè.
đây rồi, đúng vậy rồi. Thì cái đó là mình chia sẻ những gì mình đã hiểu biết được để mà giúp giúp cho mấy bạn mà mới chăm cún về á, mà mấy bé mà bị nôn hay bị tiêu chảy á, để mấy bé mà để mấy bạn mà biết mà để kịp phản ứng nha. Còn những bạn nào mà có cái mẹo hay hơn á, nhớ chị giúp mình luôn nha, để comment ở dưới nha. Bây giờ thì bye bye.